Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thì phải làm gì? Đây là điều mà một số chủ doanh nghiệp nào mua đây là điều mà không muốn đây là điều mà không một chủ doanh nghiệp nào muốn. Vậy nếu nó xảy ra thì doanh nghiệp bị đóng mã số thuế phải làm gì? Các nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Cơ quan thuế khi khảo sát địa bàn không tìm thấy doanh nghiệp, có thể do chuyển địa điểm trụ sở mà chưa làm thủ tục chuyển hay không hoạt động tại địa điểm đăng ký trụ sở cũng cũng không treo biển doanh nghiệp, bị quy là doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế nhiều trong thời gian dài, doanh nghiệp không nộp các tờ khai thuế theo quy định trong thời gian dài. Vậy khi doanh nghiệp bị đóng mã số thuế thì sẽ bị hạn chế như thế nào? Một, không được xuất hóa đơn bán hàng hóa, không nộp được tờ khai thuế, không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn, không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng, bị thu hồi giấy phép kinh doanh, có thể bị liệt vào danh sách doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Cách xử lý khi doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân bị đóng mã số thuế để có phương án xử lý tốt nhất, khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế như hoàn thiện thủ tục đăng ký, thay đổi trụ sở mới, treo biển doanh nghiệp hay nộp đầy đủ tờ khai thuế theo quy định, nộp tiền thuế nợ đọng và nộp các khoản tiền vi phạm hành chính. Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế. Mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của người nộp thuế, cũng như cách ứng xử của doanh nghiệp. Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm hành chính về thuế, thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp. Trên đây là một vài gợi ý về phương án giải quyết đối với doanh nghiệp bị đóng mã số thuế. Thì cần phải làm những gì các bạn có thể tham khảo thêm thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.